cập nhật diễn biến mới nhất ngay sau ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024. Bà Harris thừa nhận thua gọi ông Trump là Tổng thống đắc cử. Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông Trump tuyên bố làm nên lịch sử. Hé lộ nội các mới của ông Trump dàn binh hùng tướng mạnh trở lại, bất ngờ những cái tên mới. Tỷ phú Elon Musk tiết lộ kế hoạch cho chính phủ của ông Trump. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. So let me say, and I love you bad. and I love you back. Kính thưa quý vị, bà Kamala Harris thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử. Ngày 6 tháng 11, bà Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bà Harris nói, hôm nay trái tim tôi tràn đầy, tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho đất nước chúng ta và tràn đầy quyết tâm Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh. Nhưng hãy nghe tôi, ánh sáng trong lời hứa về nước Mỹ sẽ rực cháy. Nữ phó tổng thống cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử. Bà Harris phát biểu tại Đại học Howard rằng, Tôi biết mọi người đang trải qua nhiều cảm xúc khác nhau ngay lúc này, nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Bà Harris nói thêm, một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ là khi chúng ta thua cuộc bầu cử, chúng ta chấp nhận kết quả. Bà Harris cho biết, bà đã gọi điện cho tổng thống đắc cử Trump để chúc mừng ông và nhấn mạnh với ông rằng chúng ta sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Theo bà Harris, dù thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng bà sẽ kiên định với cam kết đấu tranh vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của mọi người. Phó tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà Tổng thống Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden và thống đốc Minnesota Tim Walz, người đã liên danh với bà trong chiến dịch tranh cử. Bà Harris bày tỏ gửi đến Docs yêu dấu và gia đình của chúng tôi. Tôi yêu mọi người rất nhiều. Gửi đến Tổng thống Biden, cảm ơn vì lòng tin và sự ủng hộ của mọi người. Gửi đến thống đốc Walz và gia đình, tôi biết rằng sự phục vụ của mọi người cho đất nước sẽ tiếp tục. Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng ông Trump trở lại tòa Bạch ốc. Ngay sau khi tin tức về chiến thắng của tổng thống Donald Trump được công bố, lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chúc mừng, mong một giai đoạn mới trong quan hệ quốc tế và đối tác chiến lược. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh cam kết xây dựng một liên minh vững chắc chưa từng có với Mỹ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm bảo vệ các giá trị chung về tự do và dân chủ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron người từng làm việc với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ đồng minh lâu dài giữa hai nước. Ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết của một tầm nhìn chung cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả chiến thắng của Tổng thống Trump là ấn tượng, bày tỏ hy vọng về sự hỗ trợ bền vững của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga. Tương tự, lãnh đạo các quốc gia Đức, Tây Ban Nha và Italia cũng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt thể hiện mong muốn hợp tác với Mỹ để củng cố an ninh và phát triển kinh tế ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng hợp tác xuyên Đại Tây Dương là nền tảng thiết yếu cho mối quan hệ bền vững giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời mong đợi một giai đoạn hợp tác mới dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, ca ngợi chiến thắng của ông Trump như một màn tái xuất vĩ đại trong lịch sử, khẳng định sự trở lại của ông tại tòa Bạch ốc sẽ củng cố liên minh chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, mở ra triển vọng hòa bình và ổn định khu vực. Quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ sự kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Mỹ-Saudi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Mỹ lên tầm cao mới với trọng tâm là các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng. Từ Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết hợp tác chặt chẽ với ông Trump nhằm củng cố liên minh Nhật-Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay đầy biến động. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in xem chiến thắng của ông Trump là cơ hội để thắt chặt liên minh Mỹ-Hàn. Trong khi tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi, hy vọng về một nỗ lực mới để thúc đẩy hòa bình khu vực dưới sự lãnh đạo của Trump. Cựu tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của Mỹ trong việc bảo vệ liên minh, đặc biệt khi thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức. Tổng thư ký NATO hiện tại, Mark Rutte, cũng ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Trump, cho rằng sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ là yếu tố cốt lõi để duy trì an ninh và ổn định toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi một mối quan hệ xuyên đại Tây Dương mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế với hàng triệu công an việc làm và hàng tỷ đô la Mỹ thương mại phụ thuộc vào mối quan hệ này. Ngay cả cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đưa ra bình luận thú vị mô tả Trump như một doanh nhân thực thụ với phong cách lãnh đạo quyết liệt Làn sóng chúc mừng và kỳ vọng từ khắp nơi trên thế giới cho thấy sự trông đợi vào một giai đoạn hợp tác mới với Mỹ dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Trump với mong muốn mở ra cơ hội hòa bình và phát triển toàn cầu. ông Trump tuyên bố làm nên lịch sử. Ông Donald Trump phát biểu ăn mừng chiến thắng trước người ủng hộ tại bang Florida, tuyên bố đã vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ có thể vượt qua. Sau khi được một số đơn vị truyền thông xác nhận sẽ thắng cử, Donald Trump có bài phát biểu dài khoảng 25 phút trước người ủng hộ ở bang Florida. Khi ông tiến vào hội trường cùng đại gia đình, bài hát Chúa phù hộ nước Mỹ vang lên, khán giả cùng nhiệt hô vang nước Mỹ, nước Mỹ, Mở đầu bài phát biểu, ông Trump gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. Chúng ta đã làm nên lịch sử, ông nói và nhấn mạnh, đã vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ có thể vượt qua. Trump cam kết sẽ chữa lành và đem lại thời kỳ huy hoàng cho nước Mỹ. Ông ca ngợi, MAGA đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại là phong trào chính trị chưa từng có vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông nhấn mạnh sẽ đền đáp những người ủng hộ bằng cách làm việc tốt nhất có thể. Ông Trump nói, chúng tôi sẽ làm đủ mọi cách để thay đổi, ngày này sẽ mãi được ghi nhớ như cách người dân Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát đất nước. Ông nhận xét nhiệm vụ trước mắt không đơn giản nhưng sẽ dốc hết năng lượng tinh thần dành cho công việc. Ông Trump nói: Tôi sẽ điều hành chính quyền một cách đơn giản, nói lời giữ lời, không gì có thể cản trở tôi làm điều đó. Tân tổng thống Donald Trump khen ngợi phó tướng JD Vance, nhấn mạnh quyết định chọn người đồng tranh cử rõ ràng là lựa chọn đúng đắn. Ông cũng dành nhiều thời lượng bài phát biểu để ca ngợi tỷ phú Elon Musk, người đã bơm hơn 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tranh cử là ngôi sao siêu thiên tài. Ông Trump bày tỏ ấn tượng trước việc tên lửa của SpaceX thu hồi tầng đẩy thành công. Ông cũng kể rằng đã kêu gọi Musk sử dụng hệ thống Starlink để hỗ trợ người dân Bắc Carolina nối liên lạc sau bão Helen. Ông Trump nói rằng Đảng Cộng hòa đã mở rộng cơ sở ủng hộ sang các nhóm vốn thường bỏ phiếu cho Đảng dân chủ cử tri ủng hộ chúng tôi đến từ mọi nhóm thuộc nghiệp đoàn, không thuộc nghiệp đoàn, người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha, gốc Á, gốc Ả Rập, người Hồi giáo. Chúng tôi có tất cả mọi người. Thật tuyệt vời, đó là thay đổi mang tính lịch sử, ông nói. Ông Trump không nhắc tới đối thủ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Sau khi kết thúc bài phát biểu Trump rời đi trong tiếng nhạc YMCA, ca khúc đã trở thành thương hiệu trong các cuộc meeting của ông. Donald Trump là Tổng thống đầu tiên trong hơn một thế kỷ giành được nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp. hé lộ nội các mới của ông Trump, dàn binh hùng tướng mạnh trở lại, bất ngờ những cái tên mới. Ông Donald Trump đã bóng gió về những người có thể có mặt trong nội các của ông khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xuất hiện trên chương trình Fox and Friends, ông Trump cho biết rất nhiều người có mặt tại bữa tối tưởng niệm Fair E. Smith tối qua sẽ có mặt trong nội các tương lai của ông. Chúng tôi đã đón tiếp một số người tuyệt vời tại bữa tối, Căn phòng đó thực sự có một số người tuyệt vời. Ông Trump nói với những người dẫn chương trình Steve Ducey, Ashley Ehers, Brian Kimmy và Lawrence Zon. Ứng cử viên duy nhất được ông Trump trực tiếp nêu tên là Robert F. Kennedy Jr., người đã rút khỏi cuộc bầu cử với tư cách là ứng cử viên độc lập để ủng hộ ông Trump. Khi được Ehers hỏi liệu Robert F. Kennedy Jr. có tham gia hay không, ông Trump đã xác nhận và nói rằng ông ấy sẽ tham gia. Sau đó, ông Trump đã trích dẫn mối quan tâm của Robert F. Kennedy Jr. về sức khỏe phụ nữ và môi trường như là lý do khiến ông được yêu mến và bình luận rằng người thừa kế nhà Kennedy trông rất ổn tối qua tại bữa tối với ông Smith. Ông Kennedy đã nêu ra một số biện pháp triển vọng bao gồm sáng kiến làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại và xem xét lại các tiêu chuẩn về hóa chất và thuốc trừ sâu như những ý tưởng mà chính quyền ông Trump sẽ khám phá. Tuy nhiên, ông Trump không nêu tên cụ thể bất kỳ ứng cử viên nội các tiềm năng nào khác trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Thay vào đó, ông chọn cách triển khai chiến thuật lồng ghép nổi tiếng của mình để tránh trả lời câu hỏi. Khi được Kennedy hỏi về vấn đề ai sẽ có mặt trong nội các, ông Trump nói, tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm, tôi có những người tuyệt vời ở mọi vị trí. Thống đốc Bắc Dakota Dahl cựu đại diện Hawaii Tusti Gapas, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Ramaswamy, cựu đại diện New York Lizbethin, cựu đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và thậm chí cả Elon Musk đều được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho nội các của ông Trump. Trong khi đó, theo giới truyền thông, những cái tên nổi tiếng dưới chính quyền cũ của ông như cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, giáo sư Peter Navarro và nhiều người khác sẽ trở lại tòa bạch ốc để phục vụ chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ mới. Trong cuộc phỏng vấn với Fox and Friends, ông trump đã đưa ra một loạt tuyên bố thú vị khi thảo luận về những gì ông sẽ làm được nếu bầu lại ông trump tiết lộ kế hoạch đóng cửa bộ giáo dục và cắt ngân sách các trường công áp dụng chương trình giảng dạy tự do chúng ta sẽ tiếp quản bộ giáo dục và đóng cửa nó tôi sẽ đóng cửa nó ông trump nói gần đây trong chiến dịch tranh cử ông trump đã cáo buộc bộ giáo dục là sự lãng phí tiền của người nộp thuế khi cho phép các trường học nhồi nhét những tư tưởng cực đoan vào thanh thiếu niên mỹ khi được kimmy hỏi rằng ông sẽ làm gì với những trường cố tình xóa bỏ lịch sử và thúc đẩy chương trình giảng dạy theo kiểu đây là nước mỹ được xây dựng trên lưng những nô lệ trên vùng đất bị đánh cắp ông trump đã xác nhận rằng ông sẽ cắt quỹ của những trường đó ông trump nói chúng tôi không gửi tiền cho họ chúng tôi có thể tiết kiệm được một nửa ngân sách Ông Trump cũng sử dụng cuộc phỏng vấn để tuyên bố rằng ngoài vấn đề phá thai, phụ nữ vẫn yêu quý ông. Ông Trump vẫn khẳng định rằng ông sẽ để vấn đề luật phá thai cho các tiểu bang quyết định. Tỷ phú Elon Musk tiết lộ kế hoạch cho chính phủ của ông Trump Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX Elon Musk cho biết ông sẽ tìm cách cải thiện hiệu quả của chính phủ bằng cách giảm số lượng các cơ quan liên bang nếu ông được ra một vai trò trong chính quyền của ông Donald Trump. Tỷ phú Musk là một người ủng hộ ông Trump đã đưa ra những phát biểu này khi xuất hiện trên chương trình trực tuyến của Tucker Carlson, được phát sóng từ khu điện trang Mar-a-Lago của Trump vào ngày 5 tháng 11. Mặc dù ban đầu tuyên bố trung lập về chính trị, nhưng ông Musk đã chính thức ủng hộ ông Trump sau một vụ ám sát hụt xảy ra với ông Trump vào tháng 7. Ông Trump đã hứa với CEO của Tesla rằng ông sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ đặc biệt được gọi là DOJ do tỷ phú này đứng đầu nếu ông thắng cử. Trò chuyện với Carlson, tỷ phú công nghệ cho biết ông muốn giúp ông Trump làm cho chính phủ Mỹ hiệu quả hơn. Tỷ phú Musk nói, tôi rất vui khi được giúp cải thiện hiệu quả của chính phủ. Chúng ta có một bộ máy quan liêu khổng lồ, có sự quản lý quá mức, có các cơ quan có trách nhiệm trồng chéo. Điều này chuyển thành chi phí thực sự cho mọi người. Chúng là chi phí ẩn, nhưng chúng rất đáng kể. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Musk đã đầu tư hàng triệu đô la để ủng hộ ông Trump. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, ông đã quyên góp ít nhất 118 triệu đô la cho Ủy ban Hành động Chính trị của Đảng Cộng Hòa, một nhóm tập trung vào hoạt động tiếp cận cử tri. Phát biểu tại một cuộc meeting của ông Trump vào tháng trước, tỷ phú Musk đã cam kết sẽ giúp Đảng Cộng Hòa cắt giảm chi tiêu ngân sách hàng năm của Mỹ ít nhất 2.000 tỷ đô la, như một phần của quá trình xem xét các cơ quan liên bang mà ông sẽ thực hiện nếu Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông Musk tuyên bố tiền thuế của bạn đang bị lãng phí và Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề đó. Tỷ phú công nghệ này đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nợ công của Mỹ. Tuần trước, ông còn cảnh báo rằng đất nước đang trên bờ vực phá sản và sẽ nhanh chóng phá sản nếu Washington không kiềm chế chi tiêu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư HTD News bttv gmail com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.